Nhưng bác xong thua ca này nhạc trong điếp xuống tất cả anh phục mại bóng bốn ở lâu lục xây nhạc đến gần nhà chỉ tìm mẹ trái. Nơi thương anh ít khi bác xong bóng nông ở rộng phục mại bóng bốn mặc tạp đàn sạp ông bì chọc dư ta đi xây hào ra sạp ở trăm tháng ấy. Đại khi bác tăng tài thua ca đọc sẵn đằng an chú nơi cả bốn hào ra tù tìa chân xài đã là bấy chú mốt đòi lục rù đông đài linh. Đối chí nét xong phục mại bóng bốn thua ca cầm anh lấy xâm náng đằng xa thuộc chùm nôn bấy đón. Rút xôn thua ca xe chênh phliếm đâm bay từ tù liếp thôm chô bà tiết nâng xâm náng tam chô bạc luôn rồi hồn. Vì chân này cũng ai khát bèo dữ xôn tạp đàn sạp chư mùi kinh bạc xam sập TV đối tỏ tờ. Cảm mơ tư bệ đồn rúa khung ca thua đồng ná rư ca bạc gọp một rò bò rục xịp xem xếng bốc mai bóng bà ôn trời bạc can dục tam tư bệ đồn rúa ní. Cứ thay ngay bạc hoa ní nâng bàn xúc nâng chốc cháy nâng khang tư ạc nề. Bà mơ tư bệ đồng sạp nơi thay bảo hòa này phóng công cho dịa trá tư tư bộ phía thuê với mình khô bà xa lại. Trong phút ca mơ tam tùm nê chạy rước khổng ca ẩn gối oi miên xa đầy xu xa đầy chạy mừng gối khổng ca rịp mừng gối ca rì sàn bền xem xến. Nâng bạch chân tư tư bàn chốc cháy khổng ca lên lập bài nhỏ vầy mùi nút. Số mừng gối nơi kháng tư ấy sàn bài mộc tờ rộng tư ạc nề. Tùm nê tư tha bà ca nạ bàn bà tạp tam nê bật mến. Bất chì miên chốc cháy khổng ca lạ tê sạc. Chúng phụ ca mơ tam các buôn cạc rộ bạc dân cổ lá khổng ca trên dòng nào bị tế bật gọp tại đào chốc cháy nâng xảy ra sưu stây mùi thường ngày bên nực nông thường ngày bảo hoa ní. Bục mai bóng bốn trở đăng mong sốc mong cừu mong liếp đôi càng cầu. Bạc trên dòng nào bị tế chạp bì môn rồi nghĩa tại đào mong bảo mùi gần lạc bật. Cứ chỉ mong cạc rộ bạc chỉ mong on trái mê này tha thơ chùm nuôi như đọc xì chuyên đồ xem xến. Bục mai bóng bốn mình cua trên đăng mong ní lái ai đang trở bạc bóng trọc xâm bắt on trái chi mình khàn. Rất khó mình trời bỏ tôn được xì ở quầy lái bà chanh nơi chân lòng mong nì. Bà chanh dòng nà bì bà tết chạp bì mong bà môn kênh lát bà mong đọc mùi bà rắc cư chì mong dục bà rắc cư tự tê kì mình ở quầy xót. Mình này tha mình bàn tự tù lưu bà quầy lái hơi khó mình chụp rút thân ở quầy đài. Bà chanh dòng nà bì bà tết chạp bì mong đọc mùi bà rắc đòi mong bì được xìa cư chì mong xôn bí. Mình này tha chì mong sốc sán phơ đầm nà tờ nà mọc nà cư bàn sốc lò nà nà không chân lòng mong nì. Bà chân dầm nà bì bà tết chạp bì mong bì được xíu đòn mong pram lần nghĩa cư chì mong xôn muối. Mình này tha ca thua đầm nà được thua chùm luôn xem xén mình lo lái cư chì cửa cách nực nông chân lọ mong nì. Chì bà xếp mình cua thua đầm nà chân ai lái hơi bà thua đầm nà cua phải giá trả cho các bộ bầm phột. Bà chân dầm nà bì bà tết chạp bì lần nghĩa mong pram tạ đòn mong chô kênh vĩnh cư chì mong xôn muốn. Nực nông chân lọ mong nì cư lo nát thua với nâng từ tù bàn chục cháy mình cửa thân ảo với á chô bàn lại. Cứ miên tay từ tụ bàn nâng liếp bò rì bố phong đài. Bạn nơi thằng ngày bảo hòa nít xôm thua ca buông xuống ỏi khai chỉ thằng ngày liên khu chẳng ráy sẽ trở bài khai chỉ mất. Nâng trở chỉ thằng ngày nôm liếp nâng trọc xâm mặt lăng cấp hút xâm đạp chân nam tiền đập bì nì. Bạn chỉ bần tó xôm phục mại bóng bốn tạm đàn snap nơi rì xây chân nam tiền đập bì chỉ mùi xàm sập thư vi chân là dân khách nhóm đôi tỏ tờ. Năm chút cần đồ nôm liếp nôm cháy nôm sắp hẹp mừng khớp bật thân ai ở với kỳ tạch bàn xâm rách hai ảnh ác cốt khai trên đạp miên trọc sạch đọc sạch đồng. Mong này liếp xâm náng cư mong bà mùi bắt đa mong bà mùi lì nghít. Bò này liếp xâm náng cư bò xó nâng bò cỏ hòm. Lêch này liếp xâm náng cư lêch hà sập bà mùi nâng lêch bà sập bà mùi. Xôm comment lêch bà mùi rôi ca sập bà mùi dục liếp xâm bạch mà hà sư thầy. Nâng bật tiên xâm bạch mà hà sư thấy miền liệp miền cháy miền lôi cho hồ hía chung bù hòn lục nẹ đề ca chân nằm chụt. Nơi thức ngay nít đề xa dì ôn lăng cấp bù chộp mọc rồ hốt đột nít bà lò xâm rạp lục nẹ chọn bồn bình ca nghiêu bà nạch bạc cá. Rư ca thua kích xa nền giá ở vầy mùi phòng. Cà rụt nớ miền phiếp xô cà đống nâng cấp bông xa rô kênh bà xa gù xòm. Xâm rạp lục nẹ bà cò bà rục xì chung đô vến tù bà chọn trên thua chùm nuôn thi chất ngái cứ phò cầm rái hụt mọc vến cua xóm phòng. Cá thua đầm nà thi chất ngái chụp sạc đầy sục xem sáng tàng bê tắc đang thật lập mọc vinh rì ai bà nhà hà sạc đầy sạc hà cầm lọc rộng mốm bà chọn thua ca chờ rơ cù sạc có cứ tàn chụp cù bền bất thôi sạc đầy bà thân à. Chân nằm chân lấy cô nôm liếp ọc nhà trên chấm miên xâm náng chân nè ọc miên sạch trứ. Bà thân à với bàn xâm rách nâng ả nà cột vĩnh bàn khai chia sẽ thấy cả hạp bà đầy rư co áp bị chốn tròn các quốc thịt phòng. Mong này liếp xâm náng cư mong bàm bày bất đà mong bàm bờ giúp. Bò này liếp xâm náng cư bò bà tây mếch nâng bò xoài.
Lake Nilip Samnang, good lake P, Nung Lake Mapai Bay. Som common lake pram roy has a pram, yuk lip some but at min John Kapoor. Nung min lip tom chop there, look at me pratman quat chai lai, jump all look at the catch nam chlo. Chnam chlo, resail all chim with chum, no tangani to look net for away moy, cool, prayat prayay bantet. People me min ring ran chum wrong chum rack at min lang na. ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចមានក្រុមមនុស្សបង្ករឿងថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនដូច្នេះត្រូវចេះធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅជាការប្របីចំពោះលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្តិចអាចប្រាក់កម្រៃតិចសោះតតែខិតខំខ្លាំងទើបអាចចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយរស់ចំពោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសច្រើនពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សយាយីដោយប្រការណាមួយ ចំណែកបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនមានការជឿនលឿនទៅមុខទេគឺមានតែការថយក្រោយច្រើនជាងឆ្នាំខាលខ្លានាំលៀបអបរាជិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យខ្ពស់ត្រដែតមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូក លេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ9សូមខមមិនលេខ222យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការដែលប៉ងប្រាថ្នាក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកតែងទទួលបានផលផ្លែផ្កាល្អនិងរមែងបានជួបតែនឹងរឿងល្អជានិច្ចគ្មានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការលំបាកនោះឡើយ បានលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញមានដំណើរការទៅមុខយ៉ាប់យ៉ឺនបន្តិចពិតមែនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អប្រពៃណាស់ផងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមានតែក្រុមមនុស្សអាណិតស្រឡាញ់និងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំណែកសក្តីស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខជឿតែបើថយក្រោយវិញនោះគឺឆាប់រហ័សណាស់ក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្នាំថោះទុនសាយមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរាសីខ្ពស់ត្រដែត ប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនោះគឺអាចក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រណំទៀតផងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ 53សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពៅលួង និងប្រទានលៀបធំចូលផ្ទះលួយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះ លោកអ្នកអាចនឹងជួបវាសនាល្អដោយមានមិត្តជួយទំនុកបំរុងផ្ជុងដើមហើយបើមានដំណើរទៅឆ្ងាយតាក់ទងនឹងការងារនេះនោះក៏មិនមានបច្ច័យអាក្រក់ណាមួយមកព្យាធិលោកអ្នកបានឡើយគឺលោកអ្នកនឹងអាចជួបជោគជ័យគូជីវិតពេញចិត្តបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញគឺដាក់ចុះដោះឡើងតាមដៃនិងអាចបន្ថែមទុនបានទៀតផង រីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍គឺមានតែភាពផ្អែមល្ហែមបើនៅលីវនឹងជួបមនុស្សជាទីពេញចិត្តឆ្នាំរងនាគរាជមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសមត្ថមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 33និងលេខ 55 សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចចាក់ផុតពីសក្តិសើមងទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែកើតមានពីពេលមុនមកហើយគណៈពេលនេះដែរលៀបសំណាងរបស់លោកអ្នកក៏នឹងកើតមានឡើងវិញដូចនេះកុំបងអងយូរត្រូវរួចរះកាបដាក់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញគឺផលចំណេញដែលបានមកនឹង អាចសន្សំទុកដាក់បានច្រើនរីឯបញ្ហាស្នេហាតែងមានចំណងមេត្រីគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតឆ្នាំម្សាញ់ពស់អ្នករាជនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញក្លាយជាអ្នកមានយសៈខ្ពង់ខ្ពស់និងទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាច ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ3និងលេខ22សូមខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់វិញគឺមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នក
ពេលដែលមានការរីកលូតលាស់ក្នុងការរកស៊ីនិងការងារថ្មីនោះវាអាចនាំឲ្យមានភាពសុខដុមនិងពុំមានក្រុមមនុស្សយាយីច្រើននោះដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញ ក្នុងពេលនេះមានការរីកលូតលាស់គួរសមហើយបច្ចង់ពង្រីកមុខរបរថ្មីឬមានការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយគឺតែងប្រផលល្អៗមកខ្លួនវិញយ៉ាងដូចសមប្រកបរីឯមនោសញ្ចេតនាមិនបានល្អប្រសើរទេបើនិស័យពុំទាន់ដល់ចាំបាច់ត្រូវអត់ធ្មត់ឆ្នាំមុំីសេះទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យខ្ពស់ណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 7និងលេខ7និងលេខ61សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលៀននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមុំីឆ្នាំមុំីរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដាតក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរិស័យឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយតោងតែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងឆ្លើយតបដូចសេចក្តីប្រាថ្នា ក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃក៏តែងឆាប់ចុះសម្រុងគ្នានិងទទួលជោគជ័យច្រើនផងចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញពេលនេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីឬទីកន្លែងលក់ដូរដែលលោកអ្នកអាចជួបនៅក្តីចម្រុងចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដូចសពមួយដង គូក្រងប្រៃប្រពន្ធនិងគូស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្រស់ស្រាយហើយបើលោកអ្នកមានទំនាស់ទាស់តែងគ្នាក៏ជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយទៀតផងឆ្នាំមុំីពពែមាសមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីមួយគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចធ្វើការទូចធំតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10យប់ ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌បៃតងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ66និងលេខ77សូមខមមិនលេខ789យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ានិងប្រទានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកម៉ែរាល់សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយដែលលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់អ្នកមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ ដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះគឺពិតជាអាចទទួលបានជោគជ័យជាទីគាប់ចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានអតិថិជនថ្មីចាស់តាក់ទងច្រើនធ្វើឲ្យមុខរបរលោកអ្នកមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខរីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍គឺមានតែភាពផ្អែមល្ហែមបើនៅលីវនឹងជួបមនុស្សជាទីពេញចិត្តឆ្នាំវកស្វាទេពអបរាជិញ្ចឹមមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបាន
Lake nơi liếp xâm náng cư lake mở rối đọc bí nâng lake hà sắp ra mùi. Xôm khâm anh lake bàm bà rô chất sắp ra mùi dục liếp xâm mặt mà hà sư thầy. Nâng bà tiên xâm mặt mà hà sư thầy, miền liếp miền cháy lôi cạc miền bạc mình khóa trái lái chung bố o lục nẹ đại ca chân nam vô. Lục nẹ ai tăng chụp viết xa lõ đòi miền mật chùi tùm nục bùm rúng chung đá ấm hai bà miền đập ná tới chân ngái thẹp tôn nâng ca nghiệp hoàng lúc. Có mình miền bạc trái à cọ nam mối mộc chia thì lục nẹ bàn lời. Cứ lục nẹ nâng chụp tài chục cháy cư chì ti bình chất chân đệch. Ba chân nẹ bạc cọp một đồ bò rục xì chuyên đô bánh cư Paul châm nánh đạp bàn mốc nâng ai xin xong tục đạp bàn tràn. Rì ai bánh hà xa há tai miền châm non mệt rây kinh nia giang sớt rùa mùa. Chân bạc cá đàm cầm nạt chì bạc xây hong nẹ ô bà ra chân chấm cư miền bạc cha chì lì huấy. Miền cầm nạt plư thả lá hơi anà cốt khla chân nẹ miền bạc nha chân lạt huấy khăn nông ca rục xí nâng miền trọp sọc sọ đồng. Mong này liếp xâm náng cư mong bầm bơ bớt đa mong bầm mùi giúp. Bò này liếp xâm náng cư bò xó nâng lường. Lêch này liếp xâm náng cư lêch bám nâng lêch học xâm bầm mùi. Xôm khám anh lêch mở rồi học xâm bầm bấy dục liếp xâm mát tê và đa trọp. Nâng bật tiên liếp thông chô bật tiết lôi cạch mi bàm ơn khóa trái lái châm bú ô lục nẹ đại cạch chân nằm rô ca. Chân nằm rô ca thì xây thằng ngành lọ bóng cú ô rô ca bồng bênh phía kịch nơi thằng ngành miên sạp hiệp rô tớp ách xâm lạch đo cô đã đại trọng bàn. Bà lục nẹ chỉ nẹ bật cọp một đồ bò rực xì chinh đô vánh. Bà cầm rai bàn móc cả cọp rôn bá ách oi lục nẹ xâm xâm tốc bàn khá khá thiệt phòng. Rìa bánh hát xin hát ca chê dô chất khí cư chi bụi thi đo bà xa bùm phật.
Chnam cho sonok mantrei chanchem nom liep nom chay nom saphe mongkol ri say kapuh na. Lok neak patna away kit taing ban samrach hai anakot weng klai chanak min yosak nang trop samat mahasal. Mong ne liep samnang kư mong prampel prak da mong prambun lengit. Po ne liep samnang kư po so nang po krohom. Lek ne liep samnang kư lek say sabbo nang lek kak saprambun. Som kaman lek maroi hok saprambay yok liep samat te vada trop. Nang protein samat maha sithay min liep min chay min lo cho ho hia mi prak min kwa chai lai chom po o lok ne da kat chanam cho. Chien cho mok do thang ngay nik nang ban ruch chak pot pi sakaday sa mong teng lai da klop kat min pi pe mon mok. Hai kena pe ni da liep sam nang da bo lok ne ko nang kat min lang wing. Dik nik ko mong ong yu tra ruch riah kap da. Ba chine po kop mok da bo ruk si chun do wing kư pol chom nang da ban mok aj nang san som tok dat ban chan. រីឯបញ្ញាស្នេហាតែមានចំណងមេត្រីគ្នាយ៉ាងសិតរមួតឆ្នាំកុលជ្រូកនោមលៀបអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងមានជ័យមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃហើយអនាគតវិញខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំមកនៅលៀបសំណាងគឺមកប្រាំប្រើប្រឹកដំងប្រាំប្រើល្ងាចពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌សនំផ្កាឈូកលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ47និងលេខ63សូម សូមខមមិនលេខ560ហុកសប្រាំពីរយកលៀបសមត្ថមហាសិទ្ធិខាប៉ដីជន់ខ្ពស់និងប្រទៀនលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដាច់រាល់សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយដែលលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់អ្នកមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះគឺពិតជាអាចទទួលបានជោគជ័យជាទីគាប់ចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះ បាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីឬជួញដូរវិញមានអតិថិជនថ្មីចាស់ធាក់តងច្រើនធ្វើឲ្យមុខរបររបស់លោកអ្នកមានការរីកទ្រលាស់ទៅមុខចំណែកបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍មានតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងបាននៅលីវិញលោកអ្នកនឹងជួបមនុស្សជាទីពេញចិត្តទៀតផងបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនា ហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលៀបសំណាងទ្រព្យធនយុស័កនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាធុខសាធុខចំនួន 3 ដងនិងធ្វើការសែចេញមួយដើម្បីទទួលលៀបសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសាំសិបធីវីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា